9 giờ rưỡi 10 giờ sáng ngày hôm nay mình chia sẻ cho bạn cái sự sập này và nó tới đâu khoảng cỡ bao nhiêu giờ tới 8 giờ tối nó mới sập cái sự sập này mình chia sẻ cho bạn ok thì anh em nói có uh, có 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 này ok có có ok à, không chỉ vậy à, lỡ rồi hỏi luôn những người nào mà trả phí cho cái nền tảng này á ok cho mình xin cái xác suất bên dưới của những cái tín hiệu tao fan uh, nói btc 98% mươi tám phần trăm alcoin theo làm chín mươi lăm phần trăm minh thắng nói à, tất tất cả là 98%. Ok. BTC Ethereum 97%, Alcoin 95%. Hương Phạm, Hương Phạm. Ok. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Ok. Nhưng uh, lần sau á để dành cái đồng tiền đó. đừng đừng có cứ cứ uh, ở đây gọi là nhiều lúc Gọi là một lời nói của bạn chia sẻ nó quan trọng hơn hay là cái vấn đề tiền nghe tiền thì nó không quan trọng cho mấy ở đây ok thì bởi vì vậy uh, nhớ mình không phải là một người youtuber và mình không phải là một người tiktoker ok những người đó nhiều lúc người ta cần bạn tặng cái này tặng cái nọ về vấn đề tài chính ở đây mình không cần bạn tặng, tặng mình vấn đề tài chính nghe lần sau cân nhắc không cần tặng rõ ràng là bao nhiêu cái chu kỳ vừa rồi thì thường thường á, là từ 6 đúng không từ gọi là nó có một cái thời gian là đâu khoảng cỡ ba trăm mấy ngày cho tới 500 ngày là cái thời gian kế tiếp để nó bay sau khi cái bitcoin happening xảy ra nó có ba mấy tới năm ngàn, trăm mấy ngàn. OK, rồi sau đó nó sập lại, đúng không? Nó sập tệ luôn. OK. Nhưng dựa theo tất cả những thứ nó đang nằm trên cái bàn ngay bây giờ, thì làng hoạn nghe cái chu kỳ này nó sẽ rất là dài. Rõ ràng trong cái thời gian như vậy nó sẽ có những cái giai đoạn nó sập xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống lên bất thường, đúng không? Và mình là cái người con người cập nhật những cái thứ đó cho bạn, xuống mình cho bạn trước trước khi nó xuống lên mình cho bạn trước nó chỉ lên lên tới cái vùng nào bán ra xuống cái vùng nào thu gom nhưng làng quản cái chu kỳ này bởi vì đây là cái năm 2004 là cái năm mở cửa cái năm mà thiệt sự Bitcoin nó được công nhận Bitcoin nó đem đi chào mừng cho tất cả những cái quỹ mà trước đây chưa bao giờ biết Bitcoin là gì Nhiều lúc người ta nghe chữ Bitcoin người ta nói cu cu coi cu ca cu coi, gì nữa Nó giống như cái đồng meme coin người ta không hiểu ok Và số lượng những cái người mà Wall Street ở bên New York và giao dịch tỷ 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 hàng ngày như vậy đó, người ta cũng vẫn không hiểu ok cũng giống như uh, Jim Cramer ok thì lạng quạng và cái trò chơi này ngay bây giờ cái nước nào cái công ty nào cái thằng cu nào cái thằng nhỏ và lẻ nào trên thế giới này á nắm giữ nhiều bitcoin nhất đó, là trở thành những người giàu có nhất trong cái trái đất nhỏ nhỏ này thì bởi vì vậy cái chu kỳ này nó sẽ không giống như bất cứ một cái chu kỳ khác 4 năm một lần bay 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 ba trăm mấy ngày bay 500 ngày rồi sau đó sập quay lại lạng quan không có nó sẽ không có luôn bởi vì trước đây bitcoin nó không có nổi tiếng nó không có không phải tờ báo đài truyền hình này đài truyền hình nọ ok nhà nước châu âu đổi luật để cho tất cả những nhà băng có thể nắm giữ bitcoin tất cả những nhà băng ở bên mỹ vừa rồi mua btc qua cái hệ thống spot bitcoin etf những cái thứ đó nó không xảy ra cái spot bitcoin etf không xảy ra vân vân và vân vân không trước đây bao nhiêu những cái chu kỳ trước đâu không? không có nước này nước nọ muốn bitcoin trở thành cái đồng tiền tệ của nó Giống như Elsa và đồ không có Thì lạng quạng cái trò chơi là Thằng cù nào nắm giữ nhiều nhất Là thằng đó trở thành những người giàu có nhất Trong cái trái đất nho nhỏ này Và chuẩn bị tới đây Michael Seller Đúng không Michael Seller Là trở thành người ngàn Ngàn tỷ đô la Ngàn tỷ đô la luôn chứ không phải tỷ tỷ không mà Ngàn tỷ đô la Người đầu tiên trên thế giới Rõ ràng là bạn có thể đầu tư vô những cái đồng coin Đúng không? Ở đây trong cái nhóm dài hạn mình chia sẻ cho bạn đầu tư vô những cái đồng altcoin nó tăng lên từ 5 500% lên tới 5.000% 500 phần 500% lên tới phần 000 Nhưng những cái thứ đó đó là chủ yếu rót tiền vô. Đúng không? Nó lên bán nó ra. Bởi vì ngày mai bạn không biết nó sẽ đi đâu. Một cái blockchain mới, một cái nền tảng mới sẽ thay thế nó và sau đó là mấy cái thằng CEO á nó nói thôi bây giờ tao phân chia tài sản đi rồi nó biến mất vân vân và vân vân hay là nó nó không làm phải vấn đề nó nữa Cũng tất cả những cái đồng altcoin nó đều có một thằng CEO nó có cái quỹ này quỹ nọ rồi cái uh, những cái nhóm VC rồi cái nhóm influencer những nhóm KOL quảng cáo cho nó vân vân và vân vân nó lệ thuộc rất nhiều còn riêng thằng BTC nó chỉ là cái software thôi nó chạy trên cả chiều 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 cái máy tính trên toàn cầu. Nó không có địa chỉ để thư kiện. Nó khó không, nó không có công ty, nó không có một thứ gì hết. Thì đừng có lẫn quên, đừng có lẫn lộn crypto tiền điện tử với BTC. Thì cho những người vốn ít thì mình đã nói rồi mua mình đợi đáy để mua rồi lên để bán rồi sau đó mua và bán ok hay là mua và giữ bạn phải có hai cái rổ về btc bạn phải có hai cái rổ một cái rổ bạn mua thấp Xong bằng bỏ vào cái rổ, bằng bỏ vô cái ví lạnh chấm hết Và không có làm gì với nó trong những cái năm tới đây 10 năm, 20 năm tới đây Để bạn có được tự do tài chính Để bạn có trở thành trở thành những người giàu có nhất ở Việt Nam này Và trong cái hành tinh này Còn cái ví kia, đúng không? Cái ví kia thì bạn có thể mua bán, mua bán, mua bán Để làm chi? Để lúc bạn thắng, bạn mua thêm BTC Lúc bạn chơi những cái đồng ao coi bạn thắng, bạn mua thêm BTC Cái câu chuyện nó là vậy, vẫn vậy Còn tất cả những cái đồng kia Giống như giống như đồng Ethereum là đồng, đồng lớn thứ hai đúng không? Nó là rác, rác, rác và rác Và cái thằng cu thành lập nó cũng ra nói như vậy nữa Không ngờ là nó có sự một cái sự thành công như vậy Không ngờ nguyên cái nguyên cái 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 hành trình tạo ra cái đồng Ethereum Nó có cái cửa phía sau Những cái người mà tạo ra nó Đi từ cái cửa phía sau ra Có thể thay đổi cái hệ thống Cái gọi là cái 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 cái, cái, cái cách cái cái cách cái gì đó cái cái thành lập của nó lúc ban đầu luôn có thể làm được nó không có decentralize decentralized là không có ai có thể va chạm tới nó và đổi cái này đổi cái nọ Còn Ethereum nó đổi cả bao nhiêu chục lần rồi Nó dán giống như là hôm nay là nó giải quyết cái công việc này không xong Xong nó dán một cái băng cá nhân lên Xong ngày mai có một cái công việc mới mà nó cũng giải quyết không xong Nó dán thêm một cái băng cá nhân lên nữa Rồi ngày mốt nó vẫn giải quyết công việc vẫn không không xong Nó dán thêm một cái băng cá nhân lên nữa Thì đó là Ethereum Là cái đồng lớn thứ hai trong cái thị trường này Vậy thôi, và nói chung là chúc à gọi là Cảm ơn, cảm ơn Ok và cảm ơn các bạn này Hương luôn. Ok, nhưng mà lần sau đừng làm những vấn đề như vậy. Ok.